lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục năm 2019, đơn vị em xin gửi đến hội thi với chủ đề lời ca danh đảng Bác Hồ kính yêu. Và cái tiết mục sau, tiết mục thứ nhất, tam ca lời giảng dạy nhạc vào lời Chúa Trần Quang Huy cho ba bạn Bích Châu, Thành Việt, Quỳnh Mai và Thị Hồng Chấm Bốn Quỳnh Quả. Tiết mục thứ hai, đơn ca cộng niềm kính yêu nhạc vào lời Chú Lê Vinh Phúc do bạn Bích Châu cùng nhóm bè đại diện. Tiết mục thứ ba, múa trời xanh biên đạo của Bích Sơn do Bích Núi Lệ thể hiện. Tiết mục thứ tư, tiết mục đèn còn ca Việt Nam quê hương tôi do bạn Chú Thanh thể hiện. Tiết mục thứ năm, đơn ca cháu ngoan bác Hồ nhạc vào lời Chú Trần Xuân Tiên sẽ được thầy lợi chúng em thể hiện. Và sau đây chương trình chúng em xin phép bắt đầu. Yeah.
sẽ luôn ra sức học tập chăm ngoan, rèn đức, luyện tài, làm rạng danh non sông đất nước và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Thank you.
suối đổ về sông qua những nương chè, dòng sông cuốn dồn về biển cả, giữa thanh niên vui vẻ cuộc đời. Mùa xuân tới, nguồn sống đang sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Đó là lời bài hát Việt Nam quê hương tôi, nhạc và lời chú Đỗ Ngọc. Và những giai điệu tự hào của bài hát sẽ được bạn Vân Thanh thể hiện qua tiết mục đàn ông quan hôm nay. Chính là nhờ vào phần lớn ở trong học tập của các em, những lời dạy của bác đã
hành trang bước đầu đời và là động lực để chúng em học tập và rèn luyện để sớm danh hiếu nhi cháu anh.